sinh hoặc là các bạn được học sinh ở bên này. Tại vì cái quán này nó rất là rẻ, nhiều đồ ăn mà món ăn rất là phong phú luôn, theo cái chủ ý, không gian cũng thoải mái nữa, menu rất là dễ thương, có đầy đủ các loại, vừa có pizza nè, vừa có salad nè, rồi cả có thịt, có hamburger, rồi các loại luôn, nhiều món lắm. Mà thiệt tình là cái quán này nó rẻ mà nó nhiều món cũng thiết luôn. Mình vào trong đây mình có thể kêu được giống như là đi ăn tiệc ở nhà hàng vậy đó, vừa có khai vị, có salad nè, xong rồi mình kêu thêm món chính, có cả thịt, thịt bò nè, có mì ý nè, có pizza nè, rồi có cả những món tráng miệng nữa, có kem, rồi có bánh lăng, rồi các loại luôn, đầy đủ lắm. Mình kêu cái nước uống ở đây á, test của nó rất xét, không thiệt, mà vô tình lấy. Dày nó xót hơn. Cái này nó hơi cứng. Nhưng mà
bà thích nhất là cái loại pizza mà ở dưới cái đáy không có nó có thì tôi cũng không ai ở trong á. Ra là ngon nhất rồi. Bữa giờ có đang có loại đó mà không thấy, bà thấy nó mát mà không thấy được. Nhưng mà được cái cái siêu đường ở đây không á. Thank you.
bia quá đúng, ăn cái này với uống bia là đúng hơn luôn á. Nó ngọt ngọt, ăn giống sườn uống coca luôn, ngon lắm. Mà cái món này là chị bán không mùa thôi, cái khoảng thời gian này là nó đang bán nè, chừng nào nó hết thì không có thấy ghi, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng bán quanh năm đâu. Thiếu cái nước sốt à, có thêm nước sốt thì ngon hơn. Còn tay làm chua nè, làm dưa lắm. Em dùng lại nha. Bảy điểm cho món này. Uống cái bia thì ngon hơn nha, thiệt luôn á. Tại nó ớt đậm quá. Hơi mặn. Ba đứa ăn có 1 triệu à, không mắc. Đâu coi nhiêu tiền lấy tiền lẻ rồi coi. Lẻ mà 161 yên. 161 yên. Nhưng mà thật ra cái phần này á thì ăn khoảng 5 người được. Nhiều quá, nhưng mà mình ăn hơi quá sức. Mọi người nhìn thấy quán nó rất là động, đồ ăn rất là nhiều mà rẻ nữa. Thích, rất thích hợp để đại sinh nhật. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.